Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi. Tập ngày hôm nay Quỳnh tiếp tục chia sẻ cho mọi người nghe những mẫu chuyện tâm linh. Và nếu các bạn thích tập truyện này, các bạn hãy gửi đến Quỳnh một nút like và một nút đăng ký kênh để đón nghe những tập tiếp theo. Bên cạnh đó thì các bạn có những câu chuyện tâm linh muốn Quỳnh kể cho khán giả nghe thì các bạn có thể gửi cho Quỳnh qua một trong ba những đường liên kết. Đầu tiên là qua Gmail nguyenthiyenquynh01@gmail.com. Thứ hai là qua fanpage Facebook yquynh23. Và cuối cùng là nick TikTok yquynh23-2. Với Facebook và TikTok thì mọi người nhắn tin trực tiếp cho Quỳnh nha. Nhắn đi đừng đợi Quỳnh trả lời, tại vì có khi Quỳnh không on. Các bạn quản lý tổng hợp chuyện bạn cũng không on. Và Quỳnh sẽ tổng hợp kể từ thứ tự, mọi người ai gửi trước thì Quỳnh kể trước. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bên cạnh đó thì Quỳnh cũng có một cái chương trình hội viên, nó gồm 3 hạng mức. Nếu được thì bạn tham gia để cho Quỳnh có cơ hội cùng trò chuyện với bạn nha. Trong quá trình nghe chuyện, các bạn yêu mến Quỳnh và muốn gửi đến Quỳnh một ly trà sữa có giá trị 5.000, 10.000 hoặc 15.000 thì các bạn có thể ủng hộ qua chương trình Super Thanh. Ở phía góc màn hình này có 3 dấu chấm, mọi người nhấp vào nó hiện ra một cái từ cảm ơn, hình trái tim á, mọi người gửi đến Quỳnh tại đó. Và trong cái tập truyện này Quỳnh sẽ chạy những video, hình ảnh, âm thanh, nếu không có ghi chú thích cụ thể thì đều mang tính chất minh họa. Hơn hết thì những câu chuyện mà Quỳnh kể là do khán giả tin tưởng chia sẻ về cho Quỳnh, không có ý định công kích một cá nhân hay là một tổ chức nào khác. Mong mọi người hãy nghe nó mang tính khách quan và giải trí. Còn bây giờ chúng ta chính thức vào chuyện nha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay kể về một cái vụ án vong nhi làm cho ba bạn nữ này gãy tay. Mà tại vì ba bạn nữ này dám giật bánh kem của vong nhi đó nên mới dẫn đến cái kết quả như vậy. Câu chuyện này của một bạn nữ tên là Ngọc Trinh chia sẻ về cho kênh. Bạn nói rằng chuyện xảy ra lúc bạn 7 đến 8 tuổi, là thời gian đó bạn mới học cấp 1. Và một hôm ba mẹ của bạn nhận được cuộc điện thoại của chú Thím Út. Thì chú Út mới nói rằng á, ngày mai sinh nhật nhóc, anh chị qua chơi nha. Thì sinh nhật này là em họ của bạn. Cái ba mẹ bạn nói chuyện với nhau, coi á, ngày mai có đi làm không. Khúc đó thì ba mẹ mới nói là ừ, mai qua sớm. Xong thì ba mới nói với mẹ là mẹ đang mang em bé thì chở đi chơi cho khuây khỏa, mai gia đình mình đi chơi một bữa. Bạn thì quê gốc ở Vĩnh Long, cũng lúc đó là ở Vĩnh Long luôn. Còn chú Thím Út thì ở Ô Môn, Cần Thơ. Từ Vĩnh Long qua Cần Thơ là khoảng 1 tiếng mấy đó, từ chỗ nhà bạn. Cái xong sáng hôm sau, sáng sớm thôi mẹ đã kêu bạn thức dậy, xong rồi tắm rửa cho bạn, thay đồ đẹp cho bạn. Rồi tầm khoảng 8-9 giờ gia đình của bạn mới xuất phát chạy xe qua Ô Môn. Khi gia đình của bạn gần tới là tầm 10 giờ thì bạn thấy là muốn qua nhà chú Thím Út phải qua một cây cầu. Mà cây cầu này là bằng cây, bằng kèn gỗ á, mà nó bắc qua một con rạch. Con rạch này mọi người hình dung giống như con sông nhỏ đi. Và cái độ cao từ cái cây cầu xuống con rạch đó hơn 1,5 m. Cây cầu nó nhỏ quá và nó lỏng lẻo. Ba bạn bắt đầu chạy xe lên cây cầu thì mẹ bạn sợ. Mẹ bạn mới xuống xe, tại vì mẹ bạn mang thai á. Mẹ bạn cho ba chở bạn qua đó, rồi mẹ lại bộ qua. Mà bạn ngồi trên xe, ba chạy qua cầu nha, bạn phải nín thở á. Tại vì bạn sợ là sụp cầu hoặc là rớt qua hai bên, tại vì nó nhỏ lắm luôn, vừa cái xe máy à. Thì khi mà qua tới cây cầu rồi, mẹ bạn bắt đầu lội qua. Lúc này thì chú Thím Út ra đón. Bạn thấy là trong sân nhà chú Thím Út là có khoảng 5 đến 7 bàn tiệc đãi người lớn. Còn mấy đứa con nít á, có một cái khu vực ăn riêng. Khi gia đình của bạn đến thì thấy ở trong sân nhà đã có khách rồi. Có những người hàng xóm, có những người dòng họ khác và có cả những anh em họ của bạn nữa. Con nít ngay cái hôm đó nha là khoảng 6-7 đứa. Thì chú Út chạy ra chú Út đón. Đón xong chú Út mừng rỡ à, chú Út dẫn ba bạn mẹ bạn vào khu vực của người lớn. Dẫn bạn qua chỗ tiệc mặn của mấy đứa nít đó, cho bạn ăn đó. Ăn xong nha, mấy bạn mới tú qua khu vực mà ăn mặn. Là có một cái bàn để riêng bánh kem. Tại do người ta đi dự sinh nhật á, có người thì tặng bánh kem, có người tặng tiền, có người tặng quà. Và để riêng một cái bàn như vậy. Bạn thấy cái thời điểm đó đâu khoảng 3-4 cái bánh kem, có nhỏ có lớn. Rồi các bạn ăn uống xong, các bạn chạy ra đằng sau sân nhà chơi, hai bên hông nhà chơi. Tại vì đây là nhà vườn á, nên là có nhiều cây cối, rất là mát. Sau khi chơi đuổi bắt rồi chơi 5-10, các bạn mới túa ra trước nhà của chú Thím Út á, các bạn chơi tiếp. Trước nhà của chú Út có một cái hòn nam bộ rất là lớn, có nuôi nhiều cá. Thì các bạn thấy là cá bơi tung tăng, cá nhiều màu, con nít mà nên rất là thích. Lúc đó là mấy anh em họ của bạn có ngủ là ê bắt cá không. Bạn không, bạn lắc đầu, bạn coi những người đã bắt, bạn đứng bạn nhìn vậy nè. Thì vừa nhìn vừa nói chuyện vừa giỡn. Xong rồi bạn vô tình bạn ngước mặt lên. Khi bạn ngước mặt lên, cái hướng của bạn nhìn thẳng ra cây cầu hồi nãy ba của bạn chạy qua.
thì bạn thấy là có một đứa con nít, thằng con trai nha, nó chạc tuổi bạn, nó đang ngồi xếp bằng, nó nhìn thẳng vô nhà của chú Thím Út. Thì thoạt đầu bạn cứ nghĩ là nó nhìn bạn và anh em của bạn chơi, nhưng khi bạn nhìn theo cái hướng nó nhìn, bạn mới thấy là nó nhìn thẳng vô cái bàn bánh kem của chú Thím Út. Nó nhìn lơm lơm luôn. Thì bạn nghĩ chắc là con của hàng xóm và muốn ăn bánh kem, nhưng mà không có được tham dự tiệc á, nên là ngồi đó nhìn thôi. Xong rồi bạn cũng làm ngơ. Bạn xuống á, bạn coi anh em của bạn bắt cá tiếp. Sau khi chơi xong cái giỏ bắt cá, lúc này bạn ngước lên, bạn nhìn coi đứa bé đó còn ngồi đó hay không, thì không thấy nữa. Mà hồi nãy đứa bé kia nó nhìn thẳng vô nhà, nó không có nhìn tụi bạn luôn á, và nó ngồi giữa trời nắng. Bạn nghĩ là chắc nắng quá nó chạy về nhà rồi. Xong cái bạn với mấy anh em mới chạy vô nhà chơi tiếp. Đến khoảng 11, 12 giờ, gần 1 giờ đó, thì bắt đầu tan tiệc, người ta về hết. Thì gia đình bạn cũng chuẩn bị về. Lúc mà đang chuẩn bị đồ lên xe nha, thì Thím Út đem một bọc đồ ăn ra, đồ ăn mặn á, kêu gia đình của bạn là đem về bánh ăn đi, nấu nhiều quá. Thì ba của bạn cầm cái bọc đó máng lên xe máy, mà xe máy bình thường nha, không phải xe tay ga. Hai bên hông của xe nó có cái đồ máng, thì lúc đầu là máng một cái bên phải là đồ ăn mặn. Cái gia đình của bạn bắt đầu ra xe và lên xe, thì mẹ của bạn kêu là cha của bạn chạy qua cầu đi rồi mẹ lên xe, chứ mẹ ớn quá, không có dám ngồi để cho ba chạy qua cầu đâu. Sau đó thì ba của bạn quay đầu xe, xong rồi ba lên xe, ba đề máy xe, cái ba dẫn mà lên ngồi phía trước thì chuẩn bị chạy. Lúc này Thím Út từ trong nhà, Thím Út kêu là khoan khoan, xong rồi Thím lật đật xiết xiết chạy ra. Trên tay của Thím cầm một cái bịch ni lông, và trong một ni lông đó có một cái bánh kem. Thím mới kêu nè nè, em cho bé Trinh nè đem về bển gia đình mình ăn đi, nè đem về bển ăn đi. Thì ba bạn cầm cái bịch bánh kem đó treo cái phía còn lại trên xe là phía bên trái, rồi ba cảm ơn Thím Út, nói là thôi lần sau gặp lại nha, là hẹn dịp Tết á. Xong thì ba bạn ùn xe chạy, và lúc đó là trời nắng chang chang, 1 giờ trưa nha mọi người, đứng gió. Khi mà chạy lên giữa cây cầu rồi, đột nhiên cái bánh kem đang treo, cái nó bay lên mọi người, giống như là có gió mà cuốn nó lên vậy đó. Thì nó bay lên, ba và bạn cùng chứng kiến được cái hiện tượng đó. Xong ba bạn á mới chụp cái bánh kem lại, kiểu chụp lẹ chụp nhanh á. Cái ba chụp được cái bánh kem rồi là xe máy á nó nghiêng, nó ngã từ trên cầu, nó ngã xuống luôn. Bạn chỉ nhớ lúc đó bạn sợ quá đi, bạn hét rồi bạn nhắm mắt lại là bạn không nhớ gì nữa. Lúc bạn mở mắt ra thì trời đã chạng vạng rồi, lúc 4-5 giờ. Bạn thấy Thím Út ngồi kế bên, thì bạn ngồi dậy bạn hỏi là Thím ơi, ba con đâu, mẹ con đâu? Khúc đó thì Thím mới nói là ba mẹ con ở bệnh viện Cần Thơ á. Thì hỏi Thím mới bảo là hồi nãy con với ba té dưới cầu đó, ba bị thương nên là đưa lên bình thường rồi, nhà thương rồi. Thì Thím kêu bạn đợi đi. Xong rồi bạn đi ra đằng trước nhà, thì bạn thấy là ở sân nhà của chú Thím có chiếc xe của ba bạn. Thì chiếc xe này hồi nãy Thím nói là gớt dưới sình, xong rồi nhờ người ta kéo lên, đậu trên đây, gửi trên đây. Chiếc xe nó dính đầy sình luôn nha. Cái chiều khoảng 6 giờ thì có một chiếc xe 7 chỗ nó đến trước nhà của chú Thím, mà nó bên kia cầu nha mọi người. Xong rồi chú Thím, rồi người mấy người con của chú Thím, rồi bạn á, lên xe chạy thẳng lên bệnh viện Cần Thơ. Lên đến bệnh viện, vào phòng bệnh của ba bạn thì thấy là mẹ bạn đang ngồi trong ba bạn nha. Ba tỉnh rồi nhưng mà người của ba thì băng bó, với lại là mặt của ba lúc nào cũng nhăn, nhưng á miễn ba tỉnh là ba nhăn, ba nói đau lắm. Thì chú Thím hỏi, mẹ mới trả lời là ba của bạn bị té, bị xe đè lên, mà té từ trên cao té xuống. Phía bên tay của ba bạn á, là bị xe đè và va đập á, làm cho nó nát thịt và nó bị gãy xương luôn, kiểu nó nát, nó bầm hết một mảng thịt á. Bây giờ là phải phẫu thuật. Thì sau đó bạn nói ba bạn chuyển viện nha, mà đến bệnh viện đó bắt đầu phẫu thuật rồi phải nằm viện 2-3 tuần sau mới được xuất viện. Khi mà về đến nhà thì mẹ có kể cho bạn nghe cái hiện tượng này được gọi là nó giống siêu nhiên. Thì mẹ nói là mẹ đi đằng sau xe của ba và bạn lúc mà qua cầu. Cái ba bạn á, cúi người chụp cái bánh kem, cái xe nó ngã giống như là có ai đẩy một lực rất là mạnh. Tại vì là chân của ba bạn chống tới nha, ba ngồi trên xe là hai chân chống tới đất luôn. Thì ba bạn thấy cái bánh kem nó bị bay đó, ba bạn cúi xuống chụp cái bánh kem, tay còn lại là vừa bóp côn, vừa bóp thắng chứ, và vừa bóp cái tay ga, là không có uộn lên. Mà mẹ nói là ba cúi người ba chống được rồi, chụp được cái bánh kem rồi. Và sau đó đột nhiên chiếc xe giống như có ai đạp mạnh á, rớt xuống dưới luôn. Thì khi mà rớt xuống dưới con rạch á, là ba với bạn đều ngồi trên xe, nhưng mà ba và xe rớt xuống, bạn á thì nắm cái ở trên thành cầu. Cái bạn lên thành cầu nha, mẹ nói là y chang cái chuyện siêu nhiên luôn.
Mà khi mà bạn leo lên tới thành cầu rồi, bạn leo lên được trên cầu rồi, và bạn đứng ở trên cầu á, bạn chỉ thẳng xuống ba bạn, bạn nói là bánh kem đó của tao, ai kêu mày lấy bánh kem của tao, mày bị té là mày đáng đời, ai kêu mày lấy bánh kem của tao. Rồi bạn cười ha hả hả hả, bạn ngắt lệm xuống. Mẹ nói rằng cái lúc bạn bị nhập á, bạn trợn con mắt, bạn chỉ, bạn chửi ba bạn á, ba bạn bị té dưới, bị xe đè, đau quá, chỉ biết nằm đau thôi, kêu cứu. Bạn trên đây bạn chỉ thẳng xuống mà mắt con trợn như nè, nhìn bạn ghê lắm kìa, nhìn sợ. Thì khi mà bạn xỉu, chú Thím Út mới chạy ra, rồi chú Út thì kêu người ta kéo xe lên, kéo ba bạn lên, còn Thím Út bổng bạn vô nhà. Thì sau đó kể chuyện này cho chú Thím Út nghe. Chú Thím Út chỉ nấu một cái mâm cơm cúng ở chỗ cây cầu đó thôi, chứ không có nói gì thêm về cái vong nhi kia. Thì bạn tả cho chú Thím Út nghe, chú Thím Út nói là cái người mà bạn thấy ngồi ở giữa cầu với cái người nhập vô bạn á là cùng một người. Đó là câu chuyện thứ nhất của bạn Ngọc Trinh. Chuyển sang câu chuyện thứ hai này á, là của chị Phương chia sẻ. Chị kể về một người đồng nghiệp của chị thường xuyên bị nhập xác, mà đa số là người thân dựa vào xác thôi. Câu chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian đầu Covid. Chị Ngọc của bạn trai sau khi mà nhận được cái tin công ty cắt giảm giờ làm và bị sa thải, do đó là hai người thiếu kinh tế, bị kẹt về phần kinh tế và khó khăn những cái phần khác nữa, thì chị với bạn trai mới bàn nhau là thôi về Vĩnh Long sinh sống, tại vì Vĩnh Long là quê của bạn trai chị và ở đó thì cũng thoải mái hơn. Cái chị và bạn trai về Vĩnh Long ở được khoảng thời gian, chị mới hay tin là ở Vĩnh Long có một cái xưởng khoai người ta đang tuyển người, thì chị mới đăng ký vào chổng làm. Vào trong chổng thì quen rất nhiều người bạn bè đồng nghiệp vui tính nha, người ta hòa đồng, người ta tốt tính dữ lắm. Thì có một chị tên là Ngọc. Chị này á, bà giỡn hoài luôn, bà vui vẻ, cái tính tình của bà dễ thương. Thêm cái bà bị liệu mọi người ơi, bà bị liệu á, là bị liệu vui vẻ thôi chứ không có tụt. Mọi người thích thêm cái phần tính cách đó của bà nữa nha. Có thường ngày á, mọi người sẽ rủ nhau đi ăn trưa, kiểu đi ăn trưa cùng nhau rồi nói chuyện này chuyện kia rơm rã hết. Thường á, rủ chị Ngọc sẽ đồng ý ngay. Nhưng mà không rõ làm sao, cái hôm đó mọi người rủ chị Ngọc đi ăn á, thì chị Ngọc quạo với mọi người, cọc ngang luôn. Một người bạn thân của chị Ngọc kêu là Ngọc ơi đi ăn nè. Cái người đó muốn dẫn chị Ngọc đi ăn á, chứ không thôi là bà nhịn. Thì chị Ngọc quay qua mới nói, tao không phải là con Ngọc, tao là bà Mười, là họ hàng của nó, tao không phải là con Ngọc. Mà vừa nói vừa trợn mắt với người ta vậy đó. Thì người bạn thân đó biết chị Ngọc là một người nhẹ vía, cũng có cái chuyện bị nhập rồi, nhưng mà không nghĩ là nhập ở trong xưởng luôn. Cái xong cái chị bạn thân này nè đem kể với mọi người, thì chị Phương á, bà nghe bà nửa tin nửa ngờ. Hồi đó giờ bà không có gặp cái chuyện tâm linh rõ rành rành giữa ban ngày. Thế là bà mới lại chỗ chị Ngọc, bà đứng cách chị Ngọc khoảng 2 đến 3 bước chân. Chị Phương mới kêu á, chị Ngọc ơi đi ăn nè, đừng có nhịn. Thì lúc đó chị Ngọc á, quay qua liếc chị Phương và nói, tao không phải là con Ngọc, kêu tao là bà Mười. Lúc ấy tay chân của chị Phương bủng rủng, bà nói bà đứng không nổi luôn, rồi bà thở không nổi nữa, bà sợ á, sợ run người hết. Thì những người đồng nghiệp người ta lại, chị Phương dịnh người ta, chị Phương mới đi được. Lúc đó chị Phương chỉ nhìn chị Ngọc dạ dạ dạ, rồi đi xa chị Ngọc càng xa càng tốt. Đến tầm chiều là bà hết nha mọi người. Chiều là hỏi bà nhớ gì không, bà nói là không, không nhớ gì hết. Thì kể cho bà nghe, thì bà nói là à, cái bà đó, bà mà nhập vô chị Ngọc á, mất lâu rồi, thiền dữ lắm. Thì đâu 2-3 tuần sau đó cứ nghĩ là bà không có bị nhập nữa đâu. Nhưng nào có ngờ, chị Ngọc thì như đã nói là bà bị liệu, mà người ta chọc bà cũng thích dữ lắm, bà hay cười giỡn lại với người ta. Thì cái hôm đó buổi sáng mấy anh em đồng nghiệp làm với nhau nè, xong rồi chọc qua chọc lại cái chị Ngọc bị liệu. Thì mấy người này chọc cái cười ha hả hả, chị cũng chọc chị Ngọc luôn. Thì lúc đó bà vui vẻ và bình thường nha. Đến tầm 2 giờ trưa cái bà nói bà thèm thuốc. Khi ấy mọi người cũng biết là bị cái gì rồi. Xong thì mọi người hỏi là mấy điếu, thì nói ra xong thì mọi người đốt cho hút. Hút thổi khói ra, tao nói hút ngon ngẻ luôn, tưởng như là một cái tay hút thuốc chuyên nghiệp. Thì mọi người đồng nghiệp biết rõ là chị Ngọc hồi đó đến giờ không có biết hút thuốc, rất là ghét mùi thuốc. Mà khi bị nhập vào ha, tao nói hút quá trời hút. Thì hút xong 2 điếu là bắt đầu nhìn xung quanh mọi người, thì mọi người cũng vừa làm mà cũng vừa nhìn lại thôi. Bắt đầu tự nhiên chị Ngọc im, chị Ngọc chỉ tay thẳng vô phía chị Phương rồi nói, nhỏ này nè, mày không có chọc con Ngọc nữa nha, mày mà chọc con Ngọc nữa tao bẻ tay mày đó. Chị Phương ngớ người, mắt chữ O mồm chữ A, là hồi nãy giờ rất nhiều người chọc chị Ngọc, chị mới chêm vô cái câu cuối cùng thôi. Tự nhiên á,
cái người đó ghét chị, cái người đó chửi chị. Lúc ấy chị Phương bà sợ, bà cũng dạ không chọc nữa, không chọc nữa. Thì cái người mà nhập vô chị Ngọc á, bà nói là tao là chú của nó, tao đứng kế bên nó hồi sáng, tao thấy mày chọc nó nè, mày nhớ là mày không có được chọc nó nữa nha. Chị Phương chỉ dạ thôi, xong rồi chị Phương lánh cái chỗ khác, không dám đứng gần đó nữa, sợ một hơi là thoát xác chị Ngọc là nhập vô chị liền. Thì chị Phương đổi cái vị trí khác chị Phương làm nha. Đến chiều á, chị Ngọc bình thường, mà muốn biết chị Ngọc bình thường là chị Phương phải hỏi thêm nhiều người khác xác nhận là đúng bình thường rồi chị Phương mới dám nói chuyện. Thì hỏi là hồi sáng chị nhớ là chị có cảnh cáo em gì không? Chị Ngọc nó không có nhớ. Thì kể ra cái tên cái người nhập vô chị Ngọc á, thì chị Ngọc nói là người thân của chị Ngọc mất lâu rồi, rồi cũng theo chị Ngọc vậy đó. Nên là từ đó về sau chị Phương làm chung, chứ không có dám chọc, không dám nói chuyện nhiều với chị Ngọc. Cái lần tiếp theo là cách đó khoảng vài tháng sau cái lần nhập trước. Thì khi mọi người đang làm như vậy á, xong tới giờ nghỉ, mọi người đang ngồi kiểu nghỉ ngơi nha, đột nhiên chị Ngọc nhảy cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng, nhảy cà tưng như vậy. Rồi mọi người kêu là sao vậy, thì không trả lời mà cứ nhảy cà tưng thôi. Thì mọi người cũng biết là chị Ngọc bị dựa rồi, mọi người né ra. Xong rồi quản lý bước đến, quản lý kêu á, ai vô cái xác này thoát ra đi, ai vô cái xác này. Thì bắt đầu chị Ngọc bả ngừng nhảy, cái bắt đầu bả trả lời. Mà khi bả trả lời, anh quản lý á, cái giọng của bả là giọng đàn ông nha. Bả nói rằng á, tôi ngồi đây nãy giờ nè, tôi ngồi đây nè, tôi ngồi chỗ đó, xong rồi tôi lại chỗ mấy người mà đem mấy cái bao tải lên tàu á, tôi ngồi đó luôn. Tôi thấy cái xác này nhẹ nên tôi dựa vô. Mọi người biết là bị mượn xác nữa rồi. Xong thì quản lý nói, rồi sao mà nhập vô cái xác này, bây giờ muốn cái gì để tôi cúng, xong rồi thoát ra đi, đừng có nhập, đừng có hành người ta nữa, hành vậy mệt ta lắm. Giờ nói muốn cái gì, thì cái người đó nói là muốn hút thuốc tại vì lạnh lắm, hút thuốc để cho nó ấm người, rồi nói là cần cúng đồ ăn thức uống dạng như trái cây rồi đồ mặn. Thì anh quản lý kêu rồi để cúng cho thoát xác đi. Thì lúc chị Ngọc ngồi nói chuyện với mọi người kiểu băng ngồi dạng chùm hổm cho mọi người, khi mà đã thỏa thuận xong với anh quản lý là sẽ cúng cái gì rồi đó, chị Ngọc ngã cái ạch ra xỉu. Thì mọi người mới đỡ chị Ngọc lên, mà đỡ bả lên trên tay, cho bả nằm trên tay khoảng 5 phút thôi là bả tỉnh rồi. Thì khi bả tỉnh hỏi là bà mới bị nhập đó đó, bà nhớ gì không, chị Ngọc kêu là không nhớ gì hết trơn á. Thì lúc đầu chị Ngọc hỏi là người thân của chị Ngọc hả, nhưng mọi người nói là không, vong đường chợ, vong ở trong xưởng. Xong rồi chị Ngọc ngồi dậy, nhìn không quá mệt đâu, tiếp tục làm. Thì bẵng đi thời gian, chị Phương nghỉ việc tại cái xưởng đó, tại vì là đợt đó là mở chỉ thị ra để chị Phương lên Sài Gòn làm việc kiếm được nhiều tiền hơn, có nhiều tiền thì mới phụ giúp gia đình mình được. Chị cũng chia tay người yêu ở Vĩnh Long, giờ không biết tình hình của chị Ngọc ra sao. Mà chị Ngọc nhẹ vía, chị Ngọc không có đem bùa chú bên người nha mọi người, chị Ngọc cứ đi làm thôi, lâu lâu lại có người dựa, lâu lâu lại có người dựa. Thì cái này chị Ngọc phải chủ động bảo vệ mình, nếu không thì sau này trường hợp mượn xác còn diễn ra nhiều hơn. Và sợ là về già có khi bị nhập tràn, vậy còn khổ con cháu hơn gấp nhiều lần. Và đó là câu chuyện thứ ba của chị Phương chia sẻ. Tiếp đến là câu chuyện của bạn Huy. Bạn này kể về cái trường hợp bà nội của bạn bị vong kéo hồn. Câu chuyện này xảy ra với gia đình bạn Huy vào năm 2016. Thì trước khi bà nội của bạn mất khoảng 5 tháng, bà nội kể với mọi người trong gia đình, bà nội thường xuyên mơ thấy những người bạn đã mất của bà nội về rủ bà nội đi chơi. Gia đình nghe xong, gia đình nghĩ là bà nội lớn tuổi, khó ngủ nên dễ gặp ác mộng, hoặc là bà nội lớn tuổi dễ bị vong hành, vong quấy phá. Do đó gia đình cũng an ủi bà nội. Sau đó 2 tháng thì bà nội bắt đầu có những triệu chứng như là bị liệt, tai điếc, mắt mờ, miệng câm. Tức là đôi khi bà nội không nói được, bà nội chỉ ú ớ, đôi khi nói được nhưng mà nói được vài chữ thôi, không có liền mạch giống như lúc trước. Rồi bẵng đi vài tuần sau khi xuất hiện triệu chứng đó, bà nội của bạn tự nhiên tối bắt đầu quơ tay lên, quơ vậy nè, cứ xu 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 vậy nè. Bà nội liệt nằm một chỗ mà cứ xu 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 xu, xua tay xong rồi la. Rồi hồi xưa là tối ha, dần sau này á là bà nội rên la cả ngày lẫn đêm. Ban đầu gia đình của bạn cứ nghĩ là bà nội bị bệnh nên là bị hành thôi, đau quá không nói được nên phải rên la như vậy. Thì đến ngày 1 tháng 5 2016, lúc đó là tình trạng của bà nội rất là yếu rồi, có thể mất trong 1 đến 2 ngày nữa. Thì gia đình có mời sư thầy từ trên chùa xuống tụng kinh cho bà. Thì sau khi mà tụng kinh á, sư thầy mới đeo một cái sợi chuỗi lên tay của bà. Nhưng cái lúc mà sư thầy tụng kinh nha, bà nội nghe, bà nội đỡ la, đỡ rên hơn, cũng đỡ quơ tay hơn. Thì khi mà đeo sợi chuỗi rồi á, bà nội không còn quơ tay quơ chân nữa, bà nội để tay xuống.
Rồi sau đó sư thầy mới ra đằng sau nhà giải thích cho mọi người rằng bà nội quơ tay quơ chân như vậy á là tại vì xung quanh bà nội có rất nhiều vong hồn muốn kéo cái hồn cái vía của bà nội đi. Bà nội chống cự lại những cái vong đó nên bà nội sợ, bà nội mới rên la. Trời, gia đình biết xong gia đình xót cho bà nội dữ lắm. Rồi đó giờ đâu có hay đâu, không có ở bên cạnh bà nội. Vì lúc đó nếu người thân túc trực bên giường của bà nội thì vong sẽ không có quấy phá nhiều, bà nội không có sợ nhiều, không có rên la như vậy. Nghe là có những đêm bà nội không ngủ được thì do một phần là bệnh nó hành, một phần là vong nó quấy. Thì khi mà được sư thầy đeo sợi chuỗi á, bà nội giống như là được an tịnh hơn nha. Đến tầm 6 giờ tối hôm đó bà nội mất. Khi bà nội mất rồi đến hiện tại thì gia đình không thấy bà nội về. Thì đó là câu chuyện của gia đình bạn Huy. Không biết là gia đình bạn nào đã rơi vào trường hợp tương tự như vậy hay chưa. Có người thân lớn tuổi mất mà cũng rên la thì mọi người cũng biết được là có vong kéo, thì mình túc trực bên người đó, mình an ủi những cái giây phút cuối đời của người đó để cho người thân của mình đỡ sợ. Nhưng mình ra đi cũng phần nào cũng thanh thản hơn. Và câu chuyện của bạn Huy cũng khép lại tập truyện này rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cuối video. Nếu các bạn có những cái cảm nghĩ, những cái suy nghĩ gì sau khi nghe những câu chuyện trên thì hãy bình luận phía dưới chia sẻ với Quỳnh và mọi người nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và Quỳnh chúc bạn nếu các bạn nghe chuyện buổi sáng thì có một ngày làm việc, học tập suôn sẻ, thuận lợi, may mắn, có nhiều niềm vui. Còn nếu các bạn nghe chuyện buổi trưa, buổi tối để ngủ thì chúc các bạn dễ vào giấc, êm tai, dễ vào giấc và ngủ ngon. Bye bye, hẹn gặp lại tập sau.